Vâng, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn tất cả anh em chỉnh một con vang ZSA. Con này thì nó rất nhiều chức năng các bác nhá. Rất nhiều chức năng nhưng mà rất nhiều anh em thì cũng chưa biết chỉnh như nào. Và thực sự là cái con này đòi rất là cao nhưng mà em không tìm một phần mềm thế nào, hôm qua cũng đã thanh lý rồi. Thanh lý cho tất cả anh em nhưng mà em sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách chỉnh như sau. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho anh em cách để chỉnh echo trước. Thực ra những cái nút như sau này, ví dụ như program thì nó để cho những cái chương trình như là gì côn chương trình, qua chương trình đấy là qua chương trình ra, và hai là new thì cái nút này chúng ta tính sau. Có cái nút system này, để cài cái chế độ là khởi động music và mark music và mix và effect luôn. Thì cái init này là khởi động các nhá, init là khởi động, còn đâu là mark này, xoay sang bên cạnh nó là mark, là tối đa là ví dụ như mình thích mà khởi động là 20 chẳng hạn đúng không ạ, hay 30 đi, thì mình để số 30 này, mình ấn vào này, để lên trên nó nhấp nháy này. Cái nút này là nút kiểu nút con chuột đấy, các bác chỉnh thích cái mắc là cho là 60 này đấy. Mix init thì em để cho 25 đi đấy, mắc em để 60 hết để cho nó to hết cỡ đấy. Đấy, chưa? Xoay bên cạnh này, cái effect khởi động thì em để cho 40, mắc em cho là 60. Còn cái khởi động của cái init này thì mình thích mình để chương trình 1 cũng được. Để chương trình 1 đi. Cung 1 đi. Đấy. Thì mình là chương trình 1 đến 4 được tùy theo mọi người thôi nhá. Đấy. Còn cái chương bấm tiếp vào cái chương trình music này thì trong đó nó có cái phần là input đầu vào. Ví dụ như mình thích đầu vào là 1 hoặc 2. Đấy, thế có optical hay coaxial ấy thì mình chọn, ví dụ bình thường em sẽ để input 1 là AV1 thôi nhá. Đấy. Và các chương trình giải tần là 19. Thế là các bác nhìn đây là cái phần này là phần tần số các nhá. Tần số này. Ví dụ tần số của nó là 45 là giải trầm này. Mình thích giải trầm nhiều thì mình có thể mình ấn này, ấn khi nào mà nó cái phần này ví dụ giải tần nó 45 thì mình thích gain cái tầm 45 lên thì mình gain này, gain này là tăng tăng giảm to nhỏ thôi nhá. Còn cái filter này là nó chỉ là tần số là đang hoạt động ở tần số bao nhiêu đấy, có thể mình cũng có thể di chuyển cái tần số được luôn. Ví dụ 45 mình có thể cho lên 48 hoặc 50 tùy theo ý mọi người. Thì giải tần nhé, từ 30Hz cho 200Hz thì nó là trầm thôi nhá, từ 30Hz cho 200Hz là trầm đấy, từ 200Hz đến 600Hz nó là trầm trung thôi nhá. Đấy, còn nó tầm 1K cho đến 3K nó là trung. Đấy, từ 3K mà đến 5K đấy, nó là trung chép, còn từ 5K trở lên nó là chép. Đấy, các bác nhá. Đấy, các bác nhìn vào đây này, ví dụ như này em thích mà cái giải tần của chép mà mình muốn lên một chút, ví dụ như là cái giải 6K này giải chép đúng không ạ, thì em có thể cho gain lên chép cho nó nhiều lên một chút. Đấy, còn ví dụ như cái giải mà đây là có một cái giải 3K rưỡi này mà mình cảm thấy cái giải là mình thích nên giải chép cao thì có thể là xoay lên để ra đến 7-8K để cho nó nhiều chép lên. Đấy, cũng được. Đấy, và mình gain nó lên. Đấy, gain nó như này là xong cái phần music các bác nhá. Đấy, sau cái phần music, phần tiếp theo là phần mic cũng vậy. Phần mic thì cũng chúng ta cũng cứ áp dụng theo cái tần số là từ 30Hz cho đến 200Hz là trầm. Đấy, từ 200Hz đến 600Hz là trầm trung. Đấy, từ 1K đến 3K là trung, là trung. Còn từ 3K đến 5K là trung chép thôi nhá. Đấy, và từ 5K trở lên nó là chép hết thôi nhá. Đấy, thì ví dụ trong trường hợp mà mình thấy những cái giải như là 70Hz này hay 145Hz nó đúng không ạ, hay 148Hz này nó nhiều trầm quá thì chúng ta có thể giảm bớt nó đi. Đấy, giảm bớt cái phần trầm đi để chúng ta xử lý những cái phần mà khác để cho nó bù trừ các giải vào. Ví dụ như loa này mình nó nhiều trầm thì chúng ta giảm bớt đi đúng không ạ, nhiều chép thì giảm chép đi. Đây, mình ví dụ như mình thấy cái giải 600Hz này nó vẫn thiếu trung thì cho ta tăng lên 1K thì chúng ta có thể tăng lên tùy theo loa nữa các bác nhé, chứ không theo áp dụng theo cái này được. Cái này là phải nghe bằng tai.
thích 2k mà nó sáng sáng thì chút cho lên 4k này. Mình thích mình thường thường em sẽ để tầm những cái giải từ 1k đến 4k em sẽ để không không hết đấy. Có cái giải 10k này có thể cho lên một chút, bởi vì giải 10k này nó có thể cho lên 11k cũng được, thì cái giải này nó rất ít thú các bác nhá, rất ít thú thì mình có thể theo phương án đấy. Đấy, còn cái phần effect này thì nó có nhiều cái chương trình effect, thì mình thích chương trình nào mình có thể mình chọn cái chương trình đấy. Vì thường em để là bypass các bác nhá, bypass để cho nó mặc định. Còn cái echo này rất quan trọng các bác nhá, echo này thì con này nó chạy hai delay, các bác nhìn kỹ vào hai delay thì em sẽ làm cho các bác chương trình như sau. Đấy, thường thường vào đây delay em để không hết, một bác nào thích nó chế một chút thì có thể là 2 4. Còn cái delay là mà trái này đấy thì em sẽ để tầm khoảng 234. Đấy, khi chỉnh thì nó sẽ lên cái hướng là chỉnh nó kêu. Thì 234 thì cái delay dài thì phải là repeat ngắn thôi nhá. Còn cái delay ngắn thì phải là repeat dài. Đấy, cái chương trình A này em để là 234 là delay, còn repeat là 22. Đấy. Còn cái chương trình mà đến chương trình của thằng delay ngắn thì em để là 222. Đấy. Nhưng em mới để repeat là 24. Có nghĩa là delay ngắn thì repeat dài thôi nhá. Đấy. Còn gì vọt này thì tùy theo ý mọi người thích nên bao nhiêu thì mọi người nghe theo theo tai. Thì thường thường em sẽ để tầm khoảng 15 đến 20 thôi là vừa tầm gia đình rồi. Đấy. Còn cái gì vọt tham này thì nó theo không gian đấy. Bác nào thích mà nó lộng lên một chút thì có thể dài để dài hơn. Bình thường em chỉ để 30 đến 35 là vừa. Đấy. Còn cái phần channel này là các kênh thì mình có thể chỉnh được các sen súp này. Súp thì các bác lưu ý cho em nhé. Riêng phần súp thì nó có các phần music vai này, sheet vai này các bác phải chỉnh như cái này lên 40 thì nó mới không có chế độ ngắt mic nhé. Còn nếu để 10 nữa thì khi alo lên cái mic nó sẽ nhỏ đi. Đấy. Nhạc nó sẽ nhỏ bớt đi và nó tăng mic lên. Thì em sẽ để là 40. Đó. Ok chưa? Đấy, và sau khi mà làm xong tất cả các chương trình rồi đấy, các bác lưu ý cho em vào cái phần program ấn vào. Đấy. Thì nó sẽ báo cho mình là phần gì côn này là qua chương trình thì mình không không động vào phần này. Mình vào phần memory thì vừa mình đã là chương trình khởi động là U1 đúng không ạ? Thì mình phải vào chương trình U1. Đấy, U1, xoay xuống U1. Xong mình giữ cái này khoảng 3 đến 5 giây là nó sẽ báo là save vào. Đấy. Được chưa? Bác nào thích mà để chương trình 4 thì mình đã giữ nguyên cái 4 này. Để là save vào cái bấm 4. Đấy. Và chúng ta tắt đi bật lại thì chúng ta sẽ đạt được là cái effect là 40. Đấy. Effect 40, nhạc là 30. Còn nó mic là 25 vừa em cài đặt. Đấy, vừa em cài đặt là như vậy. Đó. Cái effect là 40 này, mic 25 này, nhạc là 430 này. Và bây giờ chúng ta có thể alo lên 6 lên 2. Đó. Ok chưa các bác? Đấy. Mọi chi tiết các bác chưa hiểu gì thì các bác có thể qua điện thoại trực tiếp cho em qua cái Zalo này. Đấy, hoặc là kết bạn Zalo em sẽ hướng dẫn thêm thôi nhá. Zalo cơ sở 2 này thôi nhá.